Xin chào tất cả anh em thợ ong. Video ngày hôm nay nên cho anh em một lô tổng hợp cái mẫu ống nhòm phiên bản EK ED Cấp 4 anh em nhé. Thì phiên bản này bên em bán cực kỳ là nhiều và số lượng hàng về bên em thì nó cũng có số lượng giới hạn nhất định thôi. Đó, ngày hôm nay nên video tổng hợp cho anh em. Đấy, khách bên em đặt rất là nhiều những cái con phiên bản ống nhòm EK ED Cấp 4 này. Đây anh em nhé, đây là một vài những cái đơn hàng ở bên em. Đó, xin phép share cho anh em cái thông tin này. EK 2.6 này, EK ED Cấp 4 này. Đây cũng là EK ED Cấp 4 này. Rồi đây cũng là EK ED Cấp 4 hết cho anh em nhá. Nói chung là nhiều lắm. Phải cả gần chục đơn cơ anh em ạ. Đấy, EK ED Cấp 4 này. Rất là nhiều. Nói chung là anh em ở mọi miền Tổ quốc, tuyên quang các thứ đặt rất là nhiều hàng anh em nhá. Thì tất cả những cái phiên bản trong video ngày hôm nay, phiên bản EK ED Cấp 4 thì sẽ để đồng giá cho anh em mức giá là 2.600.000 là miễn ship tận nhà rồi anh em nhá. Bảo hành 2 năm. Đấy, riêng bên em Minh là chuyên cung cấp ống nhòm cho anh em đi săn ong, phải chuẩn phải nét thì bên em mới bán nhá. Đấy, bao cam kết cho anh em giá tốt nhất thị trường. Anh em nhận hàng thì cứ test thoải mái cho em. Một con phiên bản hàng mới 142 này. Đấy anh em thấy không? Đó, khi mà anh em nhận hàng thì sẽ có đầy đủ mã số của ống nhòm ở dưới thân. Đấy, con này thì nó sẽ có chống nước đầy đủ rồi, nên là anh em đi săn ong thì thoải mái, không sợ bị vào nước đâu. Kính sẽ là kính phủ đỏ hồng anh em nhé. Và em sẽ quay cho anh em với cái hộp một chút để khi mà anh em nhận hàng tránh tình trạng gặp phải hàng giả này. Đó, hộp của nó sẽ là hộp màu trắng như thế này nhá, hộp vỏ trắng và sẽ có kèm thêm cả túi đựng này. Anh em nhận hàng thì sẽ có một cái túi đựng theo kèm. Và bên cạnh túi thì sẽ có thêm một cái phần que đeo nữa. Đó, và sẽ có thêm cho anh em cả khăn lau này, rồi là sổ này và cả quay eo cổ cho anh em này, rất là êm nhá. Đó, và ở đằng sau thì sẽ có mã số của ống nhòm, mã vạch. Đó, đây. Đó, anh em nhận hàng thì anh em kiểm tra đầy đủ cho anh em những cái thông tin bên trên. Đấy, hàng sẽ là hàng chuẩn cho anh em, chính hãng một con. Đó, phiên bản EK 142 ED Cấp 4, hàng chuẩn anh em nhá. Đây này. Thấy không? Kính của nó đây anh em nhá, kính thì rất là trong. Con này thì anh em đi săn ong thì bao nét rồi. Đó, anh em nhận hàng đi săn ong mà không nét thì bên anh em cứ hoàn về cho em thoải mái. Đó, sẽ có chính sách là hoàn trả trong vòng 7 ngày. Đấy, anh em cứ yên tâm nhận hàng thôi. Đó, một con phiên bản hàng mới 142, một vạch xanh một vạch đỏ này. Đó, anh em cứ yên tâm nhá, con này nó là hàng mới, để cho anh em là mức giá 2.600.000 là miễn ship tận nhà rồi, bảo hành 2 năm. Đấy, sẽ có hóa đơn đầy đủ nhá. Ở đây thì em đang còn hơn chục chiếc nữa để giao lưu với anh em. Và đây là cái số lượng đơn, nói chung là anh em và các chú mua cũng khá là nhiều. Đó, con phiên bản này thì anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, phiên bản 142 EK ED Cấp 4 thì liên hệ sớm cho em Minh luôn anh em nhé, để đặt hàng. Số lượng hàng nó không có quá nhiều đâu anh em ạ. Và mức giá này thì đang là một cái mức giá cực kỳ là tốt cho anh em rồi. Đi săn ong thì không sợ là bị vào nước, rồi là không sợ bị mốc kính đâu. Con này dùng rất là bền nhá, 2.600.000 thôi là miễn ship tận nhà. Anh em nào quan tâm thì inbox sớm cho em Minh qua Zalo là 0347 808 219 hoặc là gọi điện trực tiếp qua số máy này luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em.